Đi đèn cao mọi người ơi. Đèn cao đây. Lâu không leo mệt lắm. Mệt lắm. Đèn chính ở đây. Nam kéo cái cổng ấy.
Ở đây chỉ cần sáng cứ leo lên xong rồi xuống một lần thì cần gì nhỉ? Không phải tập thể dục. Kia chắc là xuống. Đây có đường lên này, nó lên. Xe máy vừa lên đấy. Máy lên được cái nhà ta trên đấy. Không biết. Nhìn cao không được. Đúng rồi. Nâu không leo. Đúng như Sapa không nhỏ. Mây mù đấy. Mệt quá. Thở không được.
Thôi rồi cứ ấy đi, cái thắp hương anh cứ đặt lễ xong rồi.
thầy cô ạ, vâng, con chúng tâm của đức cho đệ tử anh em chúng con tất cả nhất tâm tưởng tâm hoan hoan cả nhà cả quê. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Sương mù dày đặc. Hả? Vợ anh lên đây rồi. À đâu? Thôi vợ anh ấy, anh đi anh đặt các ấy rồi. Chắc cái già làm gì có ai. Ăn cơm hết rồi. Nồng neo nền mệt thế. Cứng chân rồi. Cứng rồi. Trước đi bình thường nhưng giờ thì nó neo yên tử neo được. Dép tổ ong này nấy mới xa mặt mũi mà giờ chả nhìn đi gì cứ có ảnh là được cứ có người không biết là có nét hay không đi. Anh sang tháng 5, tháng 6 có khi cũng đi. Thằng bạn nó có đài thọ tí. Nó bán đất đi. Trong năm nay thì cũng phải đi vào.
Ni nó vào giờ vé rẻ lắm anh ạ. Ừ. Vé ở Sài Gòn giờ đi 100.000. Ni mời vào hai vợ chồng vào. Máy bay gì ạ? Bay đi về lại. Anh mà vào đấy xong vào chỗ đấy đi phải mất nửa tháng. Vào chỗ chị Thơ nữa. Ừ, xong lại xuống Vũng Tàu, xong ra chỗ Ni Trường. Đây em đi đấy, lên thằng đi chắc chỉ tầm khoảng 5 đến ngày thôi. Nhận năm số này, 4 năm này. Cứ mỗi chỗ chỉ cần 3 ngày đã mất. Đấy là tính thường mất ngày. Diêm. Lắm chim. Đây là diều hâu. Đấy chim cắt diều hâu đấy. Chim rừng mình trước mình gọi chim rừng. Loại này mà có lại gà con mà xính nhà cái chết này nó này. Nó tỉnh nó bắt cái nhất cái nguồn. Cây liền một đàn luôn. Nhất là về cái đàn chim nó về về kiểu giờ mình làm gì có xe mà. Thôi đi xuống rồi, bye bye mọi người nhá.